chào bạn. Thì trong bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về điệu ballad nhịp 4/4. Nội dung nó sẽ là cách quạt trả điệu ballad đúng nhịp để chúng ta chơi đoạn điệp khúc và những cái đoạn cao trào của bài hát. Trước khi vào bài có một chút lưu ý, đó là những bạn nào đang theo dõi và thực hành theo những bài trong giáo trình guitar bài hát cơ bản ở kênh của mình, thì các bạn cố gắng dành thời gian để chúng ta tập luyện mỗi bài ít nhất là khoảng từ 3 đến 5 ngày để chúng ta đạt được cái hiệu quả cao cho những bài tiếp theo. Thì nếu mà chúng ta tập nhiều bài cùng một lúc á thì nó sẽ không có đạt hiệu quả cao đó. Thì đó là một chút lưu ý của mình. Bây giờ mình sẽ đi vào bài của ngày hôm nay. Thì các bạn hãy trước tiên các bạn nhìn vào màn hình để xem là cái cách đánh của bàn tay phải và nó tương ứng với các nhịp, với bốn nhịp. Bạn sẽ thấy là ở nhịp 1 của chúng ta nó sẽ là xuống, nhịp 2 sẽ là xuống, nhịp 3 là lên xuống và nhịp 4 là xuống xuống lên. Thì mình phân ra cái tiết tấu ở mỗi nhịp như vậy là các bạn hiểu và các bạn biết được khi mà chúng ta tập luyện á, chúng ta sẽ dễ làm chủ hơn. Cái điều này nhiều bạn cho đến hiện tại điều này là rất là thông dụng rồi, nhưng mà nhiều bạn khi đánh á, cứ mình vẫn cảm thấy là nó vẫn chưa đúng nhịp lắm. Mình phân ra như vậy á để khi mà các bạn tập á, các bạn sẽ hiểu được. Nếu mà các bạn có đánh thiếu hay là sai, các bạn sẽ biết được là mình thiếu cái chỗ nào để mình dễ tập hơn đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái cách đánh và mình sẽ phân tích ở cái tiết tấu ở mỗi nhịp. Đầu tiên nhịp thứ nhất, để mình mở các bô ra. Nhịp thứ nhất nó sẽ là xuống. Thì khi mà xuống á, các bạn xuống từ dây nào? Xuống từ cái dây bass á, tuy như là hợp âm đô trưởng đúng không? Thì chúng ta sẽ xuống từ dây 5. Mà nếu hợp âm mi thứ đúng không? Thì mi thứ là khi chúng ta tỉa thì chúng ta bắt đầu từ dây 6 là dây bass, thì chúng ta sẽ xuống từ dây 6. Đó. Còn khi mà lên á, chúng ta chỉ lên 3 dây là 1 2 3 thôi. Đây nè. Đó, khi mà lên chúng ta chỉ lên dây 1, dây 2, dây 3 thôi. Đó. Thì các bạn cố gắng tập luyện khi mà mình quạt nó đúng dây á, thì nghe nó sẽ hay hơn. Đó, thì cái đó là về cái phần dây xuống lên. Rồi giờ mình sẽ quay lại với nhịp. Thì nhịp thứ nhất nó sẽ là xuống, nhịp thứ hai xuống, nhịp thứ ba lên xuống, và nhịp thứ tư xuống xuống lên. Đó, thì đầu tiên mình sẽ nói về một đánh một xong một cái hợp âm thì nó sẽ bao gồm bốn cái nhịp như vậy. Mình sẽ nói lại 1, 2, 3, 4. Đó, thì các bạn sẽ thấy nè, ở nhịp 1 chúng ta xuống, nhịp 2 chúng ta xuống, nhịp 3 chúng ta giữ cái tay đang xuống đúng không, chúng ta sẽ lên xuống. Thì khi mà chúng ta đánh lên xuống thì nó phải bằng với cái ví dụ là mình đánh xuống đúng không, thì cái độ dài của cái nhịp 1 á. Rồi khi mà chúng ta đánh nhịp 3 thì mình đã nói rồi, nhịp 4/4 thì bốn nhịp đó nó phải đều nhau. Thì khi mà chúng ta đánh lên xuống thì chúng ta phải đánh nhanh hơn để cho nó tương ứng với khi mà chúng ta đánh một cái xuống đúng không. Rồi đến với nhịp thứ tư là xuống xuống lên. Đó, thì chúng ta cũng phải đánh bằng. Thì bốn nhịp khi mà chúng ta đánh nó phải đều nhau như vậy nè. Mình sẽ đánh nhanh nè. Đó, thì cái này là mình đánh nhanh để các bạn hình dung. Còn bây giờ khi mà chúng ta tập á, chúng ta phải tập với cái nhịp chân nữa, để mà khi cái chân nó sẽ giữ nhịp cho chúng ta khi mà chúng ta chơi á. Rất là ít khi bị sai. Khi mà chúng ta đã tập với cái nhịp chân này rồi, chúng ta chơi thì chúng ta chơi có thể ngẫu hứng, chúng ta phăng cái nhịp gì cũng được, nhưng mà cái này là cái điều cơ bản quạt trả đầu tiên. Thì các bạn cứ tập theo đã, rồi chúng ta tập với nhịp chân thì các bạn sẽ thấy y như là mình đọc, y như là cái chân mình đang nhịp á, thì mình sẽ đọc. Thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ phân ra nhịp nó như thế này nè: 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Thì các bạn sẽ thấy nè, nếu mà chúng ta tập chậm lại thì nó sẽ như thế này: 1 2 3. Bạn thấy không, ở nhịp 3 là lên xuống thì các bạn chỉ nhịp một cái thôi nha các bạn. Nếu mà các bạn lần đầu tập cái này, các bạn sẽ dễ bị là lên xuống lại chân bạn lên xuống luôn. Nhưng thực chất á, ngay chỗ này các bạn chỉ nhịp là các bạn xem mình đếm là chính là cái mình nhịp á. Các bạn sẽ xem lại mình đánh tới cái chỗ nhịp thứ 3 đâu nè: 1 2 3, đúng không? Lại nè: 1 2 3, ở nhịp thứ 3 là mình lên xuống. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh tiếp là nhịp thứ 4, nó sẽ là xuống lên. Các bạn sẽ xem mình đánh chậm nè: 1 2 3 4. Bạn thấy không, lại nè: 1 2 3 4. Thì ngay chỗ 4 là sẽ xuống lên đó. Thì cái đó là mình tập chậm các bạn à. Lấy đàn ra và các bạn tập theo như mình, nó sẽ lại là như này nè. Các bạn sẽ tập nhịp chân và cái tay mình sẽ đánh chậm nè: 1 2 3 4.
3, 4, lại 1, 2, 3, 4. Đó, thì cái đó là mình đánh sẽ bao gồm một hợp âm, có nghĩa là bao gồm một lần đánh thì sẽ bao gồm những cái tiết tấu như thế. Còn khi mà chúng ta đánh hai cái hợp âm thì chúng ta sẽ nối lại, thì cái ngay chỗ xuống lên ở cái nhịp 4 á, các bạn nhìn trên màn hình đúng không? Ngay chỗ xuống lên ở nhịp 4 á, cái xuống lên cuối cùng á, thì chúng ta sẽ nối với cái xuống của cái hợp âm thứ hai, thì nó sẽ là xuống lên xuống. Thì các bạn sẽ thấy mình đánh trước hai hợp âm để các bạn hình dung nè. Xuống, mình đếm theo nhịp luôn nè. 1 2 3 4 xuống lên. 1 2 3 4 xuống lên. 1 2 3 4, khi mình vừa đếm 4 là nó sẽ xuống, rồi sẽ tiếp tục là xuống lên, rồi mình sẽ lại chuyển qua 1 ở băng thứ hai đó. Thì khi mà chúng ta cứ 1 là phát mạnh thì chúng ta sẽ là cái đó là chúng ta đã chuyển. Thì mình sẽ đánh lại một lần nữa là cái lần cuối cùng, các bạn cố gắng nhìn theo nè. Thì mình nãy giờ mình cũng đã nói rất là chậm rồi nè. 1 2 3 4 1 2 3 đó là mình nói về cái điệu quẹt chả khi mà chúng ta tập từng nhịp riêng, tập từng hợp âm riêng, rồi tập nối hai hợp âm lại với nhau. Đó, thì sau khi mà chúng ta đã đánh được cái điệu quẹt chả này rồi thì chúng ta sẽ đi vào thực hành, hay là chúng ta sẽ ráp vào câu hát để xem là chúng ta đã đánh đúng hay chưa. Thì thường nếu mà các bạn đánh đúng tiết tấu và nhịp điệu á, thì chúng ta vào câu hát nó rất là dễ. Còn nếu mà các bạn đánh vào mà các bạn cảm thấy nó khó vào á, thì có nghĩa là trong lúc mà chúng ta quẹt á, chúng ta đã thừa một cái xuống hoặc lên nào đó, hoặc là chúng ta đánh nó không đúng nhịp. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái cách phân tích để cho các bạn vào câu hát cho nó dễ. Thì ở bài trước mình đã phân tích về cái câu hát đầu tiên, đó là từ khi quen em anh đã biết bối rối. Thì cái chữ khi nó sẽ vào phách mạnh, đó là cái bass, nốt bass đầu tiên của hợp âm đúng không? Rồi cái chữ quen em là chúng ta sẽ hát ở nhịp thứ hai, rồi anh đã là chúng ta sẽ hát ở nhịp thứ tư, còn nhịp thứ ba là chúng ta không hát. Thì đối với cái phần quẹt chả nó cũng y hệt như vậy, chủ yếu là chúng ta nắm được cái nhịp rồi chúng ta hát vào ngay chỗ nhịp, còn cái cách đánh là chúng ta thay đổi để chúng ta đi theo cái mạch cảm xúc và hát thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái câu hát, bạn sẽ thấy là nó y hệt như là lúc chúng ta tỉ bass 3 2 3 1 3 2 3 vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ hát qua thử một lần, các bạn sẽ thấy nè. Từ khi quen em anh đã biết bối rối, vì những lúc thoáng nghe em cười. Đó, thì các bạn sẽ thấy nè, mình đánh chậm lại nè, các bạn sẽ thấy là mình vào y hệt như lúc là cái bài trước mà mình phân tích nhịp á. Các bạn sẽ thấy là từ khi mình sẽ đánh ở xuống, rồi quan em mình sẽ đánh là cái xuống ở nhịp thứ hai, rồi cái nhịp thứ ba là lên xuống mình không hát, rồi đến cái nhịp thứ tư là anh đã rồi biết qua gì, qua cái hợp âm thứ hai. Thì các bạn sẽ thấy mình đánh chậm lại nè, rồi mình hát chậm lại nè, các bạn sẽ thấy nè. Từ khi quen em, các bạn thấy không, lên xuống mình không hát nè. Từ khi quen em anh đã biết, các bạn thấy không, anh đã biết xuống lên xuống, anh đã biết bối rối. Mình sẽ đánh lại nè. Từ khi quen em anh đã biết bối rối, vì những lúc thoáng nghe em cười. Các bạn thấy không, bây giờ mình sẽ đánh lại chậm một lần nữa để các bạn hình dung nha. Rồi các bạn có thể lấy đàn ra tập theo mình luôn, mình hát chậm thôi, rồi chúng ta vào chậm thôi. Nếu mà các bạn đã tập được cái, nhớ là tới lúc này á, nếu bạn muốn đánh được á là bạn phải tập được cái quẹt chả trước đã, rồi chúng ta mới vào hát đó. Thì bây giờ mình sẽ đánh, rồi các bạn có thể sau khi các bạn tập được rồi, các bạn mở lại ngay chỗ này, rồi các bạn vào hát, các bạn sẽ thấy nó vào rất là dễ. Rồi mình sẽ đánh lại nè. Từ khi quen em anh đã biết bối rối, vì những lúc thoáng nghe em cười. Đó, các bạn thấy không, lại nè. Từ khi quen em thì từ khi mình xuống nè, rồi quen em mình lại xuống là nhịp thứ hai nè, nhịp thứ ba mình không hát, lên xuống nhịp thứ tư là mình hát anh ta biết đó. Thì bây giờ mình sẽ nối lại một lần nữa, lần cuối cùng luôn, rồi khỏi mất thời gian. Từ khi quen em anh ta biết bối rối, vì những lúc
ví dụ như vậy. Thì bài tập của bài hôm nay á, là các bạn phải đánh được cái điệu ballad này, nó phải đúng nhịp, các bạn không còn nhanh, các bạn đánh chậm thôi, nhưng mà nó phải đúng nhịp và đúng tiết tấu. Rồi sau đó các bạn phải ráp vào câu hát, các bạn phải ráp vào được thì nó mới là đúng. Còn nếu mà bạn ráp không được á, thì chúng ta đệm hát mà chúng ta đầu tiên là phải hát cho chính mình đó, chúng ta hát cho chính mình, chúng ta giữ vững nhịp rồi thì chúng ta đệm cho người khác, các bạn sẽ thấy là mình đệm cho người khác mình rất là tự tin đó. Thì bài tập của ngày hôm nay là như vậy, các bạn phải cố gắng tập luyện là cái điệu ballad này, rồi cái cách là chúng ta ráp vào hát, để trong bài sau chúng ta học thêm một cái cùng cái cách đánh ballad này, nhưng mà chúng ta sẽ tỉ ở nhịp 2/4, là gần như là chúng ta sẽ làm chủ được cái điệu ballad này, chúng ta sẽ có thể tự tin đánh được hầu hết tất cả bài nhạc trẻ hiện nay nếu mà chơi ở nhịp điệu ballad đó. Thì bài này mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì đó, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới, mình sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất. Và các bạn đừng quên là nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Chào các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều.